Mình chào lại cả nhà. Hôm nay là lần đầu tiên Huy sẽ chia sẻ những cái video để mà hướng dẫn cách chỉnh âm thanh, hay là trước khi mà mình livestream mình phải nên để ý cái gì, mình kiểm tra cái gì nếu mà là xài computer, xài qua SoundCloud Audigy RX, Audigy 4, Audigy 2 hoặc là Audigy LS. Nói tóm lại toàn bộ cái dòng Audigy. Để mà record capture được cái màn hình thì 4K đó thì nó phải phụ thuộc vào chương trình. Như cái này mình xài Manicam Studio. Nó phải kết hợp vào phần cứng nữa là cái hardware. Thì như ở đây các bạn nhìn thấy mình xài máy 32GB RAM DDR4. Mình xài i9 và mình xài cái cặp màn hình RTX 2070 8GB DDR6. Ok. Cặp màn hình này thật sự mà nói mình có thể chơi luôn 8K luôn, nhưng mà 4K nó là standard thì ok. Thôi trở lại cái vấn đề chia sẻ trước khi livestream, mình cần cái gì, mình cần để ý cái gì và cần chỉnh cái gì. Cái trước tiên là các bạn phải tự nghe được cái microphone của các bạn trong lỗ tai. Thì muốn nghe được cái đó, kiểm tra lại, mình bấm chuột phải vào cái loa ở dưới góc đồng hồ, mình vào chữ sound. Trong recording các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là mình đã hide hết rồi, mình giấu hết rồi, chứ bình thường standard của nó là nó mở hết mấy cái này ra. Cái trước tiên là mình mở cái microphone ra trước, mình check thử coi nó có tắt cái microphone boost này chưa. Nhớ lúc mà nó mở lên thì nó lớn lắm, nó rè lắm. Các bạn thấy cái khác biệt rồi đúng không? Cho những người mà giọng yếu thì có thể giảm microphone xuống 60% rồi tăng nó lên, hay là 50% hoặc là 70% nếu mà yếu hơn nữa. Ok. Nhưng mà cái này nếu mà tăng nó lên thì không hát ra loa được đâu, tại vì nó hút giống như một cái microphone condense vậy đó. Nha, nhớ uncheck cái box trong microphone ở trong custom để mình mở lại. Double click microphone, custom, uncheck, tắt cái box này đi. Ok. Sau đó mình vào mình kiểm tra cái đường what you hear. Cái what you hear là cái đường mình phát ra tiếng nhạc và tiếng microphone nó đi chung. Lúc mà mình mở nó lên thì bình thường là ở đây là standard là 76, 75, mà mình cũng khuyên cả nhà để y chang như mình để 77, nói tóm lại từ 75 tới 80 là đẹp, tại vì trên 80 với cái chất giọng của tùy người nữa, với lại tùy nhạc ở trên YouTube nó lớn hay nó không nó nhỏ nữa thì nó sẽ làm ồn, nó sẽ có thể nó sẽ bị rè luôn. Cho nên trước khi livestream các bạn phải check được cái what you hear này, coi coi nó tới 80 phần, dưới 80% thì các bạn nên xài. Sau đó mình ok. Sau khi mà tắt cái microphone boost của microphone đi, ở đây mình set 77 rồi, mình trở về cái playback, mình mở cái speaker ra, mình cũng vào level, mình có thể turn on hết 100% luôn, từ đường microphone, đường line in, đường midi và đường playback, đường play control để mà âm thanh gốc. Rồi những cái này mình disable đi là nhiều khi nó nhảy loạn qua cái loa của TV, hay là cái loa Bluetooth, hay là cái headset Bluetooth, hay là cái microphone của webcam. Cho nên mình disable nó rồi sau đó mình hide nó luôn, mình không cho nhìn thấy nữa. Ở đây cũng vậy, mình hide nó, mình disable và mình hide nó luôn, để mà cái đường âm thanh mình lúc nào cũng chuẩn, không bao giờ bị nhảy loạn qua cái đường âm thanh khác. Ok, sau khi mà mình nghe được cái giọng nói của mình trong cái tai nghe hay là trong cái loa rồi, thì các bạn có thể mở cái Sound Blaster Audigy Control Panel ra. Cái mà đầu tiên mà kiểm tra để mà nghe loa nó đều hay không, thì các bạn phải vô cái speaker trước để mà chọn 2.1 hay là 2.0. Tại vì 7.1 là cái đường loa, đường âm thanh nó phát ra là cái đường cho xem phim, chơi game. Nó gọi là virtual sound. Mình nghe tiếng xe hơi chạy đằng sau, người bên phải đi bên phải, người nói xấu bên trái, trời mưa trên đầu, đằng trước có tiếng xe đụng. Thì
thì cái đó là một cái mà gọi là surround system. Còn hát karaoke mình chỉ có hai lỗ tai thôi, nó gọi là stereo, là 2.0. Sau này nó ra thêm một cái subwoofer để cho giọng nó ấm hơn, nó có tiếng bass, nhạc nó ấm hơn nữa. Thì cái đó là .1. Có nghĩa là ngoài hai cái lỗ tai ra mình còn một cái phụ để nghe ấm nữa thì gọi là 2.1. Hai loa, một thùng bass. Ở dưới các bạn để nguyên như vậy. Ok, ở trên nhớ để ý lúc nào cũng là 2.0, 2.1. Còn bên EAX, những cái effect các bạn có chọn chưa, các bạn cũng phải kiểm tra lại. Nếu mà chọn rồi các bạn cứ để một bên. Các bạn cứ để một bên, để giống như bây giờ mình đang xài âm thanh nói chuyện, mình nói chuyện, mở một ít nhạc đệm ra để nghe cho nó hay, đúng không? Còn nếu mà mình xài âm thanh livestream, nếu mà mình ca hát thì nó sẽ vang nhiều hơn. Các bạn có thể nghe được nó vang nhiều hơn. Đó, mình dùng cái âm thanh nói chuyện, mình set một ít effect để mà nghe cho nó ấm hơn, nghe cho nó hay hơn một tí. Đây, nếu mà đã có hai cái thứ đó rồi, cái âm thanh nói chuyện, cái âm thanh livestream, mình có thể bắt đầu vào mạng và livestream ngay lập tức luôn. Với cái setting thật là đơn giản, không cần phải cầu kỳ qua mixer này, âm ly kia. Cái này là chỉ cần đeo cái headset vào là các bạn có thể hát được. Ok, cũng có một cái âm thanh như kiểu này, như bây giờ nhẹ một khúc. Nhẹ một khúc. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Đó là cái mà effect mình đang xài bằng tai nghe. Mình đang xài bằng tai nghe để mà mình hướng dẫn và mình chia sẻ với các bạn. Ok, video này mình xin ngừng tại đây. Chúc cho các bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ. Mình xin chào cả nhà.